Yo, chào tất cả mọi người, mình là Phạm Y. Hôm nay mình sẽ mở một cái nhà hàng đó, nhà hàng bán đồ ăn đó, bán đồ ăn cho mọi người ăn nha. Ok, bây giờ mình sẽ lựa cái nhà hàng của mình là nhà hàng Japan. Đây, nhà hàng Japan là của Nhật nha, bán hải sản này nọ, cơm cuộn các kiểu cho mọi người ăn. Ok, và đây là cái mẫu nhà hàng mà mình muốn đó. Trời, có cái mẫu nhà hàng nhìn hài vậy, ba cái ống khói như mình sẽ lửa vậy. Hồi mà hồi nó giống ống cống rồi nè, thấy không, y chang luôn. Hồi chia tay, hồi này là tòa nhà theo xì tay của tàu khựa à, kính này à. Thôi mặt trời chiếu vô cái là đen da luôn, đen như anh da đen luôn á, người ta ế lắm, người ta không vô người ta ăn đâu. Quét tình là của Mỹ nè. Đây, cái này đẹp nè, này đẹp nè, đó sàn mái phẳng rồi nè, nó có lớp kính nữa. Wow, đúng xì tay của Nhật luôn á đó. Ồ, nhà hàng đẹp ghê chứ mọi người. Đó, lợp kính nè, tường trắng nè. Wow, đẹp quá. Ok, bước đầu tiên bây giờ mình sẽ đặt mấy cái bàn cái ghế đây đi. Đó, build nè. Một cái đây nè. Một cái đây nè. Cho khách ngồi đâu vậy ta? Ngồi dậy đi. Đó, ngồi dậy đi. Nhìn ra đường cái là nhìn vậy nè, ngồi ăn nó thoải mái. Đó, ok. Ở đây cũng hai người luôn. Lật lại nè. Rồi xong. Giờ cái bếp mới là xong à, nấu ở đâu đây? Nấu ở đâu mà tách biệt thế giới xíu à, ở đây đi à. Ok, lát nữa mình sẽ nâng cấp lên sau vậy. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào finish. Mình đã hoàn thành xong và bước đầu của mình là chỉ có nhiêu đó tiền thôi. Mới vô mà, có được cái bếp thì là hai cái bàn, tám cái ghế. Rồi, bắt đầu mở cửa thôi, mở cửa bán hàng thôi. Có ai ủng hộ chế ba mi đi. Mọi người ai ăn ghé ngang nhà hàng Vami ủng hộ nha mọi người. Đây có một anh cặp đôi nè, đó vô đây ngồi luôn chứ ơi. Đó, hai bạn đẹp cực kỳ luôn đó, ngồi trội ngồi cạnh nhau nó mới ghê chứ. Quỷ thằng trai đứa đeo cái nơ màu hường nó mới ghê. Ồ, nghi lắm nha. Ồ, các bạn gái mà mặc đồ kỳ cục mà quỷ ha. Ok, đây để mình cho mọi người xem nha. Đó, nhà hàng đẹp ghê chưa. Và đây nó có cái mức sao nè mọi người, đó người ta sẽ vót cho mình. Mình được 2 sao ma, 2 sao 8 rồi nè. Đó, mình đang cố gắng để mình được. Ủa kỳ vậy? Sao có mình anh này ăn vậy? Ok, nó kèm mình vô bếp nấu đi. Ok. Ủa sao có mình ăn gì? Trời, ăn mà để bạn gái nhịn là sao? Ôi, có khách nè, vô đây. Đó, đây là đôi bạn cùng tiếng à, FA forever. Đây. Ồ, ăn mà để bạn gái nhịn đói. Ủa, chắc bạn gái đang tìm trà sữa. Trời, mình nói thiệt chứ, con gái lựa đồ ăn lâu lắm. Lừa đồ ăn mà nhiều lúc mình muốn ăn hết cái nhà hàng luôn mà những gái vẫn chưa lựa xong. Ôi trời ơi, kinh khủng. Ok, ăn đi anh trai. Đây, ăn gì đây? Rồi, xong bà cái bà đứng mà chờ nữa rồi. Ok, let xuống. Ok, có đồ ăn cho bé rồi. Ăn nè. Sao ở đây toàn là đi hai mà ăn một không vậy? Vô ngồi ăn ít ra uống ly nước chứ trời. Quán người ta mở ra mà ngồi không ăn mà ngồi há mỏ cười nè con nè. Trời đất ơi, ba không ăn mà ba há mỏ ba cười nè. Thiệt cái tình ba luôn á. Ăn rác nhớ trả cái dĩa nha mấy trời. Đó cái gì? Đó, collect this. Rồi trả dĩa đây. Ok, hên là có trả dĩa nha. Chứ không à, ắc ẹ với chế à. Ok, đó con bánh bèo lựa nè. Bánh bèo nó ăn sashimi raw fish là cơm với cá ha, ăn cơm với cá. Ở với má là ăn cơm với cá. Đây. Rồi bà đó, bà comment menu tiếp đi. Tôi làm tới khách đó. Đây, spay, đồ ăn nhanh thôi. Gai, đao nè, led nè, spay ba nè. Rồi, quyên tô mì nóng hỏi với thổi với ăn luôn nè. Trời ơi, ông nội này ông mới ăn xong mà ông quất thêm tô mì nữa, ghê chứ. Rồi, ăn, kể ăn như em được, em phục vụ nhiệt tình lắm mấy chứ ơi, lát nhớ trả tiền em được rồi. Đây, ăn gì đây? Đây, cái gì đây, tôm cuộn, tôm chiên bột với lại cơm lót cá lột, cái đó là gọi sushi đó. Right, down, up. Đó, mình đang nấu nè, thấy mình nấu lưu luyện không đó. Mình chỉ cần nhấp thêm một cái nữa nè, úp cái nè, đó, có đồ ăn luôn, úp nguyên cái dĩa luôn à. Ok, đồ ăn của chế đây. Sashimi đây, cũng bánh bèo. Trời ơi, trong quán tôi mát vậy mà. Đó, ăn đi. Quán tôi có máy lạnh mà ngồi, trời coi nè. Bà thì quấn khăn chằn cổ. Bà thì đội nữa cái nón, ủa cái nón tròn do chứ mi rít nồi vậy trời. Ok. Rồi dọn. Trời, hai đứa này nó ăn ghê thiệt chứ. Rồi,
Em đứng em chờ thu tiền cho mấy đứa. Trời đất ơi, ba ăn nữa kìa trời. Bà này bà phiền lắm này nha. Hồi nãy không có kêu một lần đi, kêu cái gì mà giờ vô ngồi làm kẹo cho bà ăn nè. Thiệt cái tình đó. Nhà hàng của tao bán đồ mà đó. Đồ kẹo. Thiệt cái tình. Thế nè, kẹo nè. Ăn đi, rồi nhớ để lại cái dĩa nha, đừng nuốt luôn cái dĩa nha cô. Rồi lấy tiền, lụm tiền. Tiền chưa? Hay là ăn nữa nè. Nhanh nè, nhanh gọn nè. Ủa hình như ai cũng ăn tráng miệng bằng kẹo hay gì hết trời. Rồi lửa. Let up down nè, down nè. Rồi let right down. Xong. Hai dĩa kẹo dành cho hai cô bé. Rồi, tới luôn nè, ăn kẹo đi. Rồi bà đã ăn kẹo lâu ghê luôn á. Rồi gán đi, ăn nhiều nhiều vô rồi trả tiền cho tôi để tôi có tiền tôi sang nhà hàng. Rồi, ôi trời. Trời đất mẹ nhìn nè. Ôi đi đâu mất tiêu rồi ơi. Trời ơi, ăn quá trời ăn trả có 25 đô à. Ôi, ôi bởi người ta. Trời ơi trời. Thiệt tình chứ nó ăn quá trời ăn, hai đứa nó ăn. Thằng này ăn nguyên tô mì với lại cái gì nè. Cá cuộn nữa, cơm cuộn nữa. Đây ăn cơm cuộn. Rồi tôm, rồi xong rồi ăn cục kẹo nữa chứ. Trả có 25 đồng à. Trời ơi nó keo. Thiệt cái tình chưa kịp nói gì nó bỏ nó chạy mất tiêu rồi. Thiệt tình. Rồi hai cô này ăn gì đây? 35 ngàn một tiếp. Yeah trời. Ê bo kim cương luôn rồi mọi người. Mình được bay với kim cương. Ồ thấy người ta không? Ta ăn ít mà người ta bo nhiều không? Thiệt cái tình ai như rồi. Hờn hết sức rồi. Rồi đây. Ai đây? Mặt làm gì ngầu vậy anh trai? Thời buổi giờ để tóc hai mái. Thiệt tình nè. Trời ơi trời. Toàn là cute boy không à. Hai mái nè. Để mà mái mái dài tới nách nè đó, đây là anh tóc đỏ là để style là mái xéo dài tới nách đó, mém mém sẽ đụng nách rồi đó, mỗi lần ngứa cái lấy tóc gãi à. Quá tiện dụng luôn, trời đất ơi, đi bốn người kêu con người à. Kêu con cục cơm cuộn hỏi hờn không, rồi lát nữa tôi làm xong cái ra hành tôi làm thì làm một lần đi thiệt cái tình đó mấy ông này, giống như tôi ở không hay gì á. Rồi vô đây. Rồi ngồi luôn nè, cô bé đội mũ có cái lông gì đây, cái lông heo đó ta. Rồi cái lông gì nhìn ngộ vậy? Ôi, có con mắt ở trển nữa kìa. Này chắc lông gà quá. Ok, ba ăn cơm cuộn nè. Ông này ăn cơm cuộn gì đây? Avocado hả? Avocado là gì? Ăn vô là ăn vải cá vô là xe đô hả? Úi rồi. Ơi cái món này ngộ nè, để bữa nào mình ăn thử mình có đô không? À, mặc dù mình đô sẵn rồi. Đây. Rồi ăn đi chú Năm. Rồi, còn cái này của chị Bảy lông chim nè, đó, chị Bảy lông gà chứ lộn. Đó, chị Bảy vô nhà hàng, chị Bảy đeo nón ăn rồi nhìn cái mỏ bác kìa. Trời đất ơi. Đeo kiến hường mà cái mỏ tròn vo giống như bác ông bác chờ hay gì đó. Rồi, bà này bồ của ông nội nãy ngồi đây chắc luôn, thiệt luôn. Ông kia dẫn bạn gái ăn xong rồi về cái bà này dẫn cái xong cái đưa cho cái nơ cho bà này mang à, bảo đảm rồi ông nội nãy là bồ bà này rồi, vậy là cha nãy tình tay ba rồi, thiệt tình quen lần hai ba người chia nhau có cái nơ rồi. Rồi ba ông tướng ăn gì đây, order tôi làm lần luôn lâu quá hà. Rồi ông này mới ăn xong ăn nữa nè, cái ông có râu hai má này ông ăn cũng được cái chứ. Rồi tính tiền luôn à, chưa tính tiền lộn giận ti thôi. Rồi bốn phần, rồi một phần đã xong, hai phần, ba phần nè, ok bốn phần tô mì. Trời đất mẹ, tô mì gì nhìn đã dữ trời. Rồi mình nãy giờ mình đi phục vụ mà mình đói luôn á đó mọi người. Rồi cho mấy ông này không ăn xong rồi lát mình kiếm gì mình ăn luôn. Đây ăn đi, rồi qua đi order tiếp. Ôi bà này bác ăn thêm tô mì nữa rồi trời, đúng là cô bé có chiếc có cái mỏ tròn vo ăn kinh khủng hay chứ, giống mày nuốt nguyên cả thế giới. Ôi vãi. Ăn kiên thực. Ok. Bây giờ mình sẽ làm cho cô bé mỏ bự. Đó. Rồi, ba món, bốn món xong, ba món. Đây. Nè ăn đi chị Bảy, chị Bảy. Trời đất ơi. Ăn đi. Ông này ông giành trước không có lady first dễ trơn à. Bưng cái tô xuống cái là giành nè. À. Trời ơi, da đen rồi, đã đen rồi hiểu không? Mình đen rồi mình phải ga lăng. Thiệt cái tình. Không biết ga lăng phụ nữ gì hết trơn. Mấy bạn đó, đi ăn uống là phải biết ga lăng phụ nữ không, vô là phụ nữ là mình phải nhường trước đó, giống như ba mi này đó. Rồi ăn gì đây,
Trời ơi, ông có râu nhưng ông mới xéo. Ăn kẹo. Trời ơi. Có thì tình với tôi tưởng đâu là tôi cạn lời. Đó, kẹo của ông nè, đó. Đó, kẹo của hai ông đó, ông có râu. Đây, ăn kẹo cho bổ râu nhanh trai. Già rồi mà ăn kẹo, thấy người ta không? Thấy người ta con gái không mà người ta có ăn kẹo không, mình ăn kẹo. Thì có tình nè. Thôi ăn gì nữa không chị Bảy? Chị Bảy lông gà nè, ăn gì nữa không? Trời đất ơi, bà ăn kẹo. Trời ơi, tính ra bà này cái sức ăn của bà là vô tận luôn á. Bao tử của bà là phải nói là kinh khủng luôn á. Ồ, bà ăn nuốt nguyên cái nhà hàng tôi luôn. Trời đất ơi, ông gì ông mặc ở trần vô nhà người ta. Trời đất ơi, ông vẽ người nữa chứ. Trời ơi, hết đường không đi tập tạ cho đô mà đem vẽ hình lên, lấy bút xóa vẽ lên nè. Tôi sợ ông thiệt chứ. Thì tình thanh niên. Ok, ăn gì order nè. 43 tiền nè, bốn ông ăn quá trời chả có 43 tiền bởi vậy. Tôi hờn quá mà. Ít tiền quá mới được cái 99 đồng thôi. Để coi coi. Waiter là phục vụ nè, chip là nhà đầu bếp nè. Ok, để mình có phục vụ mắc không? Phục vụ nữ đi cho nó đảm đang. Hero waiter. Đó, waiter là star working. Vô luôn cưng. Đó, một đứa. Đứa hết nhiêu tiền đâu, có 2 đô thôi hả? À, mướn thêm coi. Thằng nam với con nữ đi cho nó đứng chung với nhau cho nó vui. 50 đô. Đó, thằng đực nè. Ô, miễn phí à. Rồi, trời ơi, tôi vô tôi nấu luôn chứ tôi quên tôi chưa mướn đầu bếp. Down, space bar, right, down, ok. Right, right, down, down. Rồi, lấy đồ ăn kìa gái. Trời ơi, thằng đực đâu không lấy, để cho con gái tới lấy là sao? Trời ơi, mấy cái đứa này không có ga lăng gì hết trơn hả? Rồi, lấy đồ ăn cho khách nhanh. Ok. Ủa rồi, cái thằng đực tôi đâu mất tiêu rồi. Ủa, thằng đực đâu rồi? Nhanh nhanh đi. Để tôi nướng, tôi nấu cho, rồi lát nữa tôi đi siêu thị nữa. Nó quyên siêu thị cho bá lửa đang chờ tôi đi bên kia kìa. Đó, nó ăn cái gì vậy? Nó ăn cơm cuộn, ba cái đồ quỷ. Đó, phục vụ tận chỉ nha mấy đứa, lát nữa lấy tiền tiếp. Không phục vụ rồi lát nữa người ta không lấy tiền tiếp nữa nha. Rồi, hai cục kẹo luôn. Rồi, down, right, right, space bar nè. Up nè, space bar nè. Up nè, up nè. Rồi, hai cục kẹo cho khách luôn. Trời ơi, đứa ra đứng canh cửa đây chứ bay. Đứng gì tôi biết tôi đẹp trai rồi đúng không? Nghĩ sao đứng nhìn tôi hoài, trời ngại với sợ luôn á. Thôi, chế đi siêu thị xíu đây mấy đứa lo nha. Lo ở bển mà tập trung làm nha. Tôi đi kiếm ghế, kiếm bàn, kiếm đồ về nhà tôi trồng cho nó đẹp đây. Bàn kiến. Ơi cái bàn này nhìn ngộ nè. Mắc không? 30 hả? Bàn này nhiêu? Rồi hai cái đồng giá mua cái vuông đi cho nó bự. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lựa ghế cho khách ngồi nè. Cái bàn đó là phải đi với cái ghế màu hường đúng không? Màu hường cho ngồi ghế hường luôn. Ok, 30. Mua 2, 3, 4. Hết bà nó tiền rồi. Ok, về nhà rồi. Thì cái tình đang mua mà hết tiền. Lấy tiền trước đã. Siêu, let's pay ba, let's up. Rồi, chờ xíu luôn, chuẩn bị sắp xong rồi nha. Rồi lấy đi, tôi lấy tiền đây, tiền của tôi. Rồi xong mình xe tiếp đây. Bill, một cái bàn. À, cái bàn này sẽ ngồi đây đi. Đó, cái ghế đúng không? Một cái nè, hai cái nè, đó. Này là gọi là bàn tình nhân á, màu hường đó, dành cho những cặp đôi. Ok, có một cái bàn ở đây. Còn không mà lát tôi tự lại tôi ngồi luôn. Rồi hỏi đồ ăn đi, tôi nướng, nấu nướng cho. Đầu bếp Vami là nấu nướng là phải nói là khó cần phải chê. Up, let, up. Ok, có đồ ăn rồi đó, lấy cho người ta đi. 44 tiền không bo à. Ôi giời keo thế, cái chị lông gà. Oh, rồi cảm ơn quý khách, nhớ hẹn gặp lại. Ok, bây giờ mình sẽ cho ông đầu bếp vô đây ông nấu đi, mình đi chơi. Hay à, ok, level 1. Japan chết nè. Ok, cho ông đầu bếp này vô đây đi, cho ông đầu bếp người Nhật này vô đây đi. Ok, wow wow, coi nè. Ghê chưa. À, đầu bếp nhìn mà hồ vải đầu bếp đầu hói. Anh bếp hói đó, coi nè, cái đầu ông trời đất ơi. Ông đội cái nón này ông che cái đầu hói của ông không ơi. Ok, rồi đầu bếp lo hết tất cả nha. Ê, tiền, rồi cảm ơn luôn. Thu tiền. Rồi tiền nó tay 239 tiền rồi.
Đó, ông đang nấu nướng rồi. Ok, bây giờ đã có đầu bếp và nhân viên lo. Bây giờ mình sẽ đi. Đi, đi đâu? Đi shopping chứ đâu. Yeah, đi shopping thôi. Ồ, xe trái kìa, có quyền cái shopping dưới đây không vô. Kệ nó đâu rồi, mình phải đi nữa. Ok, welcome. Rồi, bây giờ mình mua cái gì đây? Để coi cái nhà của mình đúng không? Bây giờ mình mua vật đồ và đồ liệu để trang trí trước đi. Đèn nè, đèn như đây, 20 đô. Ok, mua cái đèn. Cỏ đúng không? Cỏ này 15. Ok, mua bỏ vô cho nó đẹp đi. Welcome, để chiếc cửa đi. Đó. Cái này gì đây? Cái chậu cây hả? Cái này cũng mua luôn. Hai cái màu đỏ đi cho nó hên đi, màu tím nhìn nó ấy lắm. Ok, còn 129 tiền. Để mình xem mình mua cái gì đây ta. Thôi, bếp một người nấu được rồi. Bây giờ mình sẽ mua thêm ghế đi. Hồi nãy mình thiếu ghế, thôi ghế đó cho hai người đi, cho tình nhân nó ngồi. Rồi bây giờ mình sẽ mua cái bàn. Rồi có cái bàn nào đẹp đẹp không ta? Ghế cái màu trắng xanh đúng không? Trắng xanh. Chơi bàn này đi, đó. Bàn này 40 đô. Ua mắc vậy. Rồi xong. Cho nó ngồi cái ghế tròn đi, đó, ngồi đào đích chơi. 50 nè. Ba cái. Ồ mới được có ba cái à, thiếu một cái rồi. Ok, bây giờ mình sẽ về mình trang trí lại cho nhà hàng của mình thôi. Rồi bán buôn sao mấy đứa? Rồi đừng để khách phàn nàn anh nha. Đó. Đó, đồ ăn là đầu bếp rồi, nhanh tay lên nha, nhanh tay nhanh chân lên nè. Rồi khách order cái gì làm nhanh nha mấy đứa. Rồi tiền vô. Rồi mình xây nhà tiếp đây. Đây là bóng đèn. Bóng đèn mình sẽ để giữa nhà này cho nó sáng sủa. Ok, bóng đèn vậy đi. Đó, để giữa nhà luôn. Ủa cục này đâu ra vậy, tôi đâu mua cục này đâu. Trời đất ơi. Rồi để ở xa trái giảm anh. Đây đi. Đó, các bạn chỉ dẫn. Welcome nè. Đó, ngay đây luôn. Rồi cái bồn cây. Bồn cây đặt ở chỗ nào cho nó mát mẻ đây ta. Cho ông bếp cái đi. Đó, cho ông bếp cái bồn cây đi cho nó đứng cho nó thoải mái. Rồi. Phục vụ đi cho khác cưng. Đây cái cổng gì đây ta? Cái cửa. Rồi, ngay chỗ này là đầu bếp là không phần sự miễn vào nè. Đó. Đó, xong. Đây khu vực bếp. Đó. Xong. Và sẽ là cái bàn tiếp theo. Đó, bàn nè. Ngồi đây nhìn ra đi. Một cái. Hai cái. Ba cái. Ok hết. Tôi chơi. Ủa hình như mình còn cái bông nữa mà ta. Cái bông hồng thân yêu của mình đâu rồi. Ôi thiệt tình. Ôi mua mà mất cái bông hồng của mình rồi. Ôi thiệt tình. Ê tiền. Rồi cảm ơn luôn. Cảm ơn. Xin hẹn gặp lại. Ok. Đây. Đây là nhà hàng của Vami. Ồ được 3 sao rồi. 2.8 rồi. Sắp được 3 sao rồi. Tốc độ phục vụ là 4.5, thiết kế là 4.0. Menu, ồ menu ít đồ ăn quá hả? Entertainment là giải trí 1.0, giải trí 1.0 hả? Ồ chắc tại nãy giờ mình chửi khách dữ quá. Rồi ok, người ta ăn đồ kìa gái, phục vụ nhanh nhanh đi. Ok, bây giờ hiện tại thì lượng khách đã vô đông và sợ ông phụ bếp này ông không có làm kịp. Bây giờ chắc để mình phải đi mua thêm một cái bếp đi, cho thêm một ông nữa ông vô ông làm cho nó nhanh. Đó. Ồ cái bếp gì mà rỉ hết trơn luôn à. Bếp này 50 đô. Ok đủ tiền. Về thôi. Đó hai ông bếp. Làm sẽ nhanh hơn. Về nhà thôi. Ok. Chúc mừng bạn đã có thêm một người đồng nghiệp. Hai cái này chắc mình bỏ đi. Ok. Đó. Ây da. Té rồi. Này. Finish đi.
khỏi xe tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ cho một ống bếp vô nữa nha. You can unlock this switches. Rồi vô đây ngồi luôn. À mình xây lộn rồi, xây lộn rồi, xây lộn rồi mọi người. À bếp đứng ở đây luôn rồi. Thấy bà tôi rồi. Thôi không sao. Đó, vậy đây là cái sự tai ngộ nhất của Vami đó, là cho bếp rồi đó, một người đứng trong một người đứng ngoài đó, thoải mái mà nấu nướng thấy không? Đó, bởi vậy phải có cái ngộ người ta mới tới người ta ăn đúng không? Đó, mình thấy mình cũng thấy tiếu tiếu thiệt. Chưa thấy đầu bếp nào người trong người ngoài. Ok, trời nó ăn cái ê nó nói tiếng gì vậy? Come on chan, come on chan. Ôi nó ăn cái món gì nhiều vậy? Ê hình như mình kêu được đầu bếp của nước khác tới á, là sẽ có những món ăn mới á. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Ê cái món này món gì ta, để mình ra mình hóng rồi, mình hóng còn ăn cái gì. Ồ, giống bánh da lợn quá ta. Đi chan bánh da lợn luôn. Ok, hết tính tiền rồi. Ok thì chắc mình sẽ dừng cái video tại đây thôi. Thì cái nhà hàng mình mới vô thì chỉ được có như vậy thôi. Thì nói chung là nhìn cũng ưng đó, nhìn mỗi kiểu một xì tai đó, mỗi chỗ là một xì tai khác nhau. Đây là chỗ cho tình nhân nè, đó hai anh chị nè, anh da đen chị da trắng nè, nhìn cưng dễ sợ luôn. Ok mình sẽ dừng video tại đây thôi. Thì các bạn nào thích cái video này thì nhớ để lại cho Vami một like và một subscribe nhé, và nhớ ủng hộ qua qua nhà hàng của Vami ăn, ủng hộ Vami nha. Ok bye bye mọi người. That's it, friend? Oh, yes.